Viêm lộ tuyến cổ tử cung ư? Đơn giản, nếu như các chị em có duyên, may mắn gặp được các em tiêu viêm nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Với viêm lộ tuyến độ 1, các chị em chỉ cần sử dụng 2 đến 4 hộp. Với viêm lộ tuyến độ 2, chỉ cần sử dụng từ 4 đến 6 hộp. Với viêm lộ tuyến độ 3, các chị em sử dụng 6 hộp, 8 hộp hoặc 10 hộp. Vì lúc này cái mức độ tổn thương nó chiếm từ 70 cho đến 100% diện tích bề mặt cổ tử cung, nên nó sẽ có cái độ xê dịch tùy vào mức độ tổn thương nông sâu như thế nào và rộng ra làm sao. Các em tiêu viêm nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này mà nó có vỏ đấy các chị em ạ. Nó có 3 cái cơ chế tạo nên cái sự khác biệt với những cái dòng sản phẩm viên đặt khác trên thị trường. Thứ nhất, nó kháng viêm, kháng khuẩn, nó kháng trùng roi, ức chế sự phát triển của nấm và trùng roi, nó khoanh vùng vết viêm, ngăn cản không cho vi khuẩn lây lan sang các vùng xung quanh. Thứ hai, nó có cơ chế đào thải các mảng bám, mảng viêm, những cái khí hư, ổ mủ, những cái huyết ứ, huyết đọng, những cái kinh tắc, kinh tồn ở bên trong tử cung ra bên ngoài. Trong em tiêu viêm này có thành phần của hoàng bá. Trong hoàng bá thì nó có hoạt chất obaconol, và chính cái chất obaconol này nó thúc đẩy cái quá trình co bóp ở trong cơ trơn và nó đẩy toàn bộ những cái rác thải ở trong lòng tử cung ra bên ngoài. Thứ ba, nó cái cơ chế là tái tạo và hàn gắn vết thương, nên nó sẽ giúp cho các chị em chúng ta tái tạo và hàn gắn lại những cái vết thương mà các chị em chúng ta bị tổn thương. Vì em tiêu viêm này có những cái thành phần như là ngưu bàng này, kim ngân hoa này, nó sẽ có chức năng là tái tạo và làm phồng, làm hồng các mô niêm mạc. Thế nên các chị em chúng ta sử dụng em tiêu viêm này sẽ điều trị khỏi được dứt điểm những cái căn bệnh liên quan đến viêm nhiễm phụ khoa, đặc biệt là cái căn bệnh về viêm lộ tuyến,